151. Bản đồ của tộc Thủ Lăng chuẩn bị đi, cho hắn thủ hạ, bảo hắn rằng ở trong vòng 1 phút ta muốn nhìn thấy đại trận ngược hoạt động. Vâng. Đại ca, cái đám người này tự xưng là tộc Thủ Lăng, nghe nói trước đây ở trong Lộ Hải Tinh vượt có cái thở, có thế lực vô cùng lớn. Đại ca, cái đám người này tự xưng là tộc Thủ Lăng, nghe nói trước đây ở trong Lộ Hải Tinh vượt có một thế lực vô cùng lớn, không ai dám gây sự. Thật là có chúng mạnh như vậy cũng khiến cho tất cả mọi người đều hiếu kỳ, không biết lăng mộ mà chúng canh giữ là của ai. Vấn đề này, người có Lộ Hải Tinh vừa có đã tò mò hàng vạn năm rồi, nhưng chỉ đợi thêm lát nữa chúng ta sẽ biết thôi. Một phút sau, thế nữa, đại trưởng lão của tên phản đồ kia dẫn người đột kích qua mắt trận ở hậu phương, phá hỏng đại trận rồi. Cái gì? Ngọc Linh, Bồi Dũng, tất cả các cấp cao theo tôi đi nghênh địch. Những người khác giữ nghiêng vị trí canh gác, chuẩn bị làm châu chấu đá xe sao? Có đại trận còn không ra đâu chứ đừng có nói là không có đại trận. Thật là một cái đám tự không biết tự lượng sức mình. Hả? Là đã đổi của tiểu tử kia sao, giống như hắn đang xem kịch vậy? Không, là đang đợi cái thời cơ để nhúng tay vào. Nhưng lần này tứ đạo tàng chúng ta đều đến đầy đủ. Đại ca, tiểu tử bên kia có dự định xử trí thế nào? Nếu hắn đồng ý quỳ xuống làm chó cho Thiên Lang của chúng ta thì tất nhiên sẽ không, sẽ tha cho hắn một mạng. Bằng không, lão tử hạ lệnh cho mọi người chuẩn bị tấn công. Vâng đại ca, chuẩn bị tấn công, chuẩn bị liều chết với chúng thôi nào. Trương Sư Huynh, chúng ta bao giờ ra tay? Sắp rồi. Lưu Sư Bụi, Mũi và Từ Sư Đỡ chuẩn bị dẫn đi. Chính là lúc này. Là Trương Công Tử ra tay. Hồi nãy lần này vẫn tưởng nghĩ ra tay giúp đỡ chúng ta. Kiếm ý vừa mạnh mẽ lại mang theo phù vân như ẩn như hiện. Vì Trương Công Tử này, đòn kiếm khí vừa rồi chính là của tiểu tử đánh bại để sao? Đúng thế đại ca, chính là tiểu tử đó. Kiếm ý này ta tuyệt đối sẽ không quên. Mượn kiếm của đỡ ra đi. Xem ra lần này tìm thấy một đối thủ không tồi rồi. Đại ca, hình muốn đích thân ra tay sao? Được, đỡ đi lấy đây. Lâu xin mỗi và tôi số đỡ, ta và Ý Văn rất là muốn nhìn thấy sự tiến bộ của hai người trên chiến trường. Vậy Viên Sư Tỷ và Trúc Sư Huynh hai người nhìn kỹ nha. Mũi sẽ rất trông chờ sự tiến bộ của bọn mũi. Ngọc Liên, các ngươi mang theo đạo nổi đi giúp đỡ tộc Thủ Lăng, phát huy toàn bộ sức mạnh của đạo nổi. Hy vọng vị đại đương gia thần quý này không làm ta thất vọng. Không biết tình hình bên chỗ Trương Công Tử thế nào rồi. Vị đại đương gia thần quý của Thiên Lang tứ đạo hình như là đang đi vào phía của Trương Công Tử. Vị sư tỷ này xin hãy cẩn thận. Trần Ngọc Linh, chính là tỷ tỷ của ngươi đúng nhỉ? Trương Công Tử cử ta và Từ Sư Đệ đến giúp đỡ mọi người. Đã ta hai vị tương trợ, Trưởng Công Tử và hai vị đến giúp đỡ sao? Vậy bên chỗ công tử ấy chẳng phải thiếu mất trợ thủ mạnh sao? Đại đương gia của Thiên Lang tứ đã vô cùng thần quý, thực lực cao thâm khó dò. Lần đầu đến Lộn Hải Tinh Vực để tạo ra tiếng ác, hiện giờ ai cũng không biết hắn mạnh đến mức nào.
Trần tỷ tỷ yên tâm đi, Trương Sư Huynh là thiên yêu nổi danh khắp 33 tiền giới, đâu phải là cái vô danh có thể dễ dàng đánh bại được. Nhược hả? Cuộc tiếp tục cuộc thi chưa phân thắng thua trên chiến trường. Xem ai có thể giết được địch nhanh hơn. Từ xung thối chỉ biết chơi ăn gián. Trần tỷ tỷ, tụi mình cẩn thận nha. Đây chính là thực lực của bản quyền Trượng công tử sao? Vậy Trượng công tử sẽ mạnh đến mức nào? Tiểu tử, hôm nay đại ca ta đến rồi, xem ngươi lần này còn kiêu ngạo trước mặt ta như nào. Tất nhiên tiểu tử ngươi á, nếu như quỳ xuống xin lỗi tứ gia ta. Đồng thời hai tay giơ lên, nữ nhân xinh đẹp đứng ở bên cạnh người ấy, thì ta có thể tha cho một mạng. Cái tên này đúng là sống lâu quá rồi, cho Ỷ Văn tự mình giải quyết đi. Ỷ Văn, tên này giao cho muội đó, khẩu khí thật là ngông cuồng. Tao đến tiễn ngươi một đoạn đây. Đại ca, vậy đợi đi gặp vị đại tẩu tương lai này trước nha. Huynh yên tâm, tớ sẽ thủ hạ lưu tình. Người chính là Trương Phàm đến từ Đại Lục Thiên Vân. Lúc trước có người từng nhắc vợ ngươi với ta. Ồ, không ngờ được xuất thân từ Đại Lục Thiên Vân là ta lại có thể truyền danh đến nơi này. Không lâu trước đây, một nhóm người thần bí mặc áo đen đem mặt nạ đến đây tìm ta, muốn gia nhập với chúng. Thở là thần bí đó vậy mà còn có thể nhúng tay vào loạn nhảy tinh vực này. Xem ra thế lực của bọn họ trong tiên giới vô cùng lớn mạnh. Nhóm người thần bí này lai lịch bất phàm, có lẽ ta có thể cân nhắc gia nhập bọn họ. Vừa hay dùng ngươi làm món quà tặng bọn họ. Dùng ta làm quà sao? Vậy cứ xem thử sao. Có chút bản lĩnh. Chả trách nhóm người áo đen đó lại coi trọng ngươi như vậy. Chả trách cái nhóm người áo đen đó lại coi trọng ngươi như vậy. Trương Phạm xuất thân từ Thiên Vân Đại Lục, một thế giới mờ nhạt, chìm nghỉm ở trong vô số những thế giới khác. Đánh bại Mặc Yên của Thượng Trường Tiên Giới gây ra tiếng vang lại ở trên chiến trường. Hiết Yên bằng danh tiếng của bản thân điều động liên minh, điều động liên 33 tiên giới. Xem ra đại đương gia vô cùng hiểu ta. Dẫu sao cái đám người mặc áo tròn đen đấy á, cũng cũng bảo hố ta chú ý đến ngươi, nhưng ta quả thật á cũng rất là tò mò về ngươi. Bởi lẽ ở Lộn Hải tinh vực này đã rất lâu rồi chưa có đối thủ nào mà khiến ta hưng phấn như này. Tiểu tử, để ta xem thử ngươi có thật sự mạnh đến mức đỡ thích là thần bí đó coi trọng như vậy không nào. Thật là có tên đại đương gia này, quả thật là không tầm thường, tùy tiện chém một cái mà đã có uy lực kinh khủng như này rồi. Nhưng có thể tung hoành ngang dọc ở một nơi hỗn loạn không có tiên giới cai quản như Loạn Hải Tinh vừa thì chứng tỏ thực lực của vị đại đương gia này tuyệt đối không chỉ có như vậy. Tiểu tử, thật là không tồi đâu, tiếp tục thử thơm kiếm này của ta đi. Chạy mau, cứu ta vẫn chưa thở bay ở trong trái thái hư. Ta nói này,
Ngươi có thể đừng có giả vờ trước mặt ta nữa được không? Thử thực lực của ta, ngươi vẫn chưa có tư cách này đâu. Kiêu ngạo, vậy cho ta xem bản lĩnh của ngươi đi. Bản lĩnh của ông Trĩ ngươi đâu phải thứ ngươi có thể tưởng tượng. Tiểu tử, phản ứng của ngươi chậm quá, đổ hồ ở trong nhà ấm mạnh mai quá đi mất. Tên này sau khi làm rồi cái cây kiếm ở trong tay thì thực lực trở nên càng mạnh hơn. Xem ra nếu chỉ dựa vào thực lực thì mình quả thực không phải là đối thủ. Vốn cũng muốn tra hỏi ngươi thêm vài chuyện liên quan đến thế lực kia. Hiện giờ ngươi tự cầu cho mình nhiều phút đi. Tiểu tử, hiện giờ vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ. Ngươi chỉ dựa vào cái này để nổi danh trong chư thiên vạn giới đúng không? Kiếm vực đầu ảnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu tử này đang làm cái gì thế? Vừa nãy cho người tấn công liên tục rồi, lần này đến lượt ta, cố gắng giữ lại cái mạng nha. Mau nhìn bên kia đi. Đã dạ, bên đó xảy ra gì vậy? Xem ra không có cơ hội lấy được tin tình báo vợ thế lực mặc áo bào đen thần quý kia từ miệng cái tên này rồi. Đại đương gia mất rồi, đại đương gia bị giết chết rồi. Các huynh đệ mau chạy đi, đại đương gia bại rồi. Cả báo quả huynh đệ mau rút lui, thiện lang tứ đạo không còn nữa rồi. Để cả sao có thể bị một cái tiểu tử giết chết chứ, không thể nào. Lúc này á vẫn còn tâm trí lo chuyện ở chỗ khác sao? Nữ nhân kia tứ gia ta chỉ là không muốn phá hủy bông hoa xinh đẹp nên mới chưa dốc toàn lực thôi. Lão đại, chỗ ông thấy ở đây rồi, mình rốt cuộc á bắt buộc có phải chạy đi. Lão nhị và lão tam hai người tự cầu phúc nhiều đi. Tiểu nữ nhân, ta chuẩn bị thám chạy rồi, bây giờ ta sẽ đánh ra toàn lực, người ngồi ngủ mà cùng đi, đi cùng ta nào. Đợi tiểu con đường này nỉ đồn mình sẽ lập tức xông thẳng ra ngồi bỏ chạy ra ngoảnh đầu lại. Tới này đúng là không quan tâm đến cái đầu của bản thân gì cả. Xem ra không chỉ ta và muội đang tiến bộ mà Lâu Nhất Hà và Từ Xuân cũng tiến bộ rất nhiều. Này, hiện tại ta vượt qua ngươi rồi, cố lên nha tiểu tử đáng yêu. Sấm vang chớp giật. Bây giờ không phân thắng thua rồi. Đúng là một chút cũng không chịu nhường à. Tiểu Sung mà, trước đây á, lúc ở chiến trường Hiết Yên, ngươi vẫn luôn muốn tỉ thí với Chu Sư Huynh sao? Chủ tử tiên giới của các ngươi không phải luôn mà ngươi và Viên Sư Tỷ ra so sánh sao? Chúng ta cũng như nhau thôi. Được rồi, tự do hai chúng ta phải chăm chỉ hơn, chăm chỉ luyện tập gộp gấp đôi. Ta không muốn có cách biệt quá lớn với Viên Tỷ Tỷ và Trương Sư Huynh. Đại đương gia của Thiên Lang Tứ Đạo và Tử Đương gia đều đã tử vong rồi. Thiên Lang Tứ Đạo sắp bị tiêu diệt rồi, mau rút thôi. Thánh nữ đại trưởng lão chúng ta thắng rồi, tất cả đều đang bỏ chạy. Đại gia gia thắng rồi, chúng ta thắng rồi, lo bị Trương công tử và bằng hữu của mình đã giúp ta rồi. Mời Dũng ngươi lập tức quay về bảo mọi người trong tộc có lấy tiên quả, tiên trà hảo hạng và những thứ khác ra đi. Mở tiệc, thánh nữ, con và ta cùng nhau đi gặp Trương công tử và bằng hữu của vị ấy nào.
Wow, tất cả cấp cao đều đến đây rồi sao? Lỡ tiếp đón này long trọng quá. Tộc thủ Lăng tại đây xin cảm tạ các vị công tử và tiên tử đã vươn tay ra giúp đỡ khi tộc ta trên bờ vực diệt vong. Mời Trương công tử cùng các vị tiên tử và công tử đi lối này. Chúng ta đã chuẩn bị một bữa tiệc để thể hiện lòng biết ơn của mình. Cung kính không bằng tuân lệnh, vậy chúng ta không thể mặt dày mà từ chối rồi. Mời chư vị ngồi, những món này đều là linh quả đặc sản, nối tộc cùng một ít linh thú, hy vọng không khiến chư vị thất vọng. Đi nói với mọi người trong tộc có chúc mừng tộc ta vượt qua tai họa diệt vong, bắt đầu mở tiệc 3 ngày 3 đêm. Vậy chúng ta không khách khí nữa, chư vị, mời. Trường công tử trước đây từng nói là có chuyện nên mới đến Lộn Hải Tinh vực, không biết là việc gì. Tộc thủ lăng của ta nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Mình vẫn chưa đề cập đến chuyện này mà đối phương đã chủ động mở lời trước, đó phải tốn công vòng vo. Ban đầu định làm phiền tiền bối nhưng ngài đã nói vậy thì ta không phải đau đầu nghĩ cách mở lời như nào rồi. Mời Trương công tử nói. Ta đến để tìm Lăng Tẩm do một vị tiên đế đỡ lại. Tiên đế ấy tên là Lăng Tiêu. Cái gì? Trưởng công tử làm thế nào mà biết được Lăng Tiêu tiên đế đúng là công tử xuất thân từ Đại Lục Thiên Vân? Nhưng thánh nữ tiểu thư muốn hỏi ta là làm sao đã biết Lăng Tẩm của đại đế Lăng Tiêu ở Lộn Hải Tinh vực đúng không? Phải. Bởi vì ta đã nhận được một nửa phần truyền thừa của đại đế Lăng Tiêu ở Đại Lục Thiên Vân. Trong truyền thừa đại đế đã lại di ngôn cho ta biết Lăng Tẩm của gã ấy ở Lộn Hải Tinh vực. Cái gì? Làm thế nào mà xác nhận được lời của vị Trư công tử này là thật hay giả? Hơn nữa, ta còn biết thứ mà tộc thủ lăng của mọi người canh giữ chính là lăng tẩm của đại đế, mà lăng tẩm này nằm ở trung tâm của đại lục cỡ nhỏ này của mọi người. Cái gì? Thứ mà chúng ta canh giữ lại là lăng tẩm của một vị tiên đế sao? Thánh nữ tộc thủ lăng Trần Ngập Linh bái kiến truyền nhân đại đế. Tộc thủ lăng bái kiến truyền nhân đại đế. Các vị mời đứng lên, tiểu tử cũng chỉ là may mắn nhận được truyền thừa của đại đế. Về phần truyền thừa còn lại nên mới đến Lộn Hải Tinh vực, chuyện mở lăng tẩm vẫn phải làm phiền các vị. Chuyện đó hả? Làm sao thế? Lẽ nào là lăng tẩm của đại đế xảy ra chuyện gì sao? Chuyện này kể ra thì dài lắm, hơn nữa còn là chuyện xấu của tộc ta. Nhưng công tử là truyền nhân đại đế nên không có gì để giấu giếm. Bùi Dung, ngươi dẫn người canh giữ bên ngoài không cho phép bất kỳ ai đến gần. Rõ. Chư vị, xin mời theo ta và thánh nữ vào trong. Đến rồi, đây chính là cấm địa của tộc ta. Chỉ có ta và thánh nữ biết bí mật truyền qua từng đời của tộc ta. Vậy đại trưởng lão, ông có thể mở ra để chúng ta mở rộng tầm mắt không? Hiện giờ vấn đề tộc chúng ta đang phải đối mặt với chính là cách mở cửa cấm địa này đã bị thất truyền. Hả? Thất truyền rồi? Đằng sau cánh cửa lớn này chính là nơi cất giữ truyền thừa. Trưởng sư huynh vì nó nên mới đến đây. Bây giờ cửa không mở ra được. Xin lỗi thiếu chủ, vốn dĩ khi ngài đến, chúng ta phải mở cánh cửa ra đỡ ngài vào trong tiếp nhận truyền thừa. Nhưng do thánh nữ tiền nhiệm chết bất đắc kỳ tử, lại có kẻ làm phản đồ giúp đỡ kẻ địch dẫn đến việc truyền thừa xảy ra vấn đề. Cách mở cánh cửa cấm địa luôn tách riêng với truyền thừa, tổ khí truyền qua các đời của đại trưởng lão là bổ trợ, công pháp tu luyện của thánh nữ là chìa khóa để mở cửa. Nhưng hiện giờ trong 9 món tổ khí bổ trợ thiếu mất 3 món do phản đồ lấy đi mất. Không sao cả. Điện thừa ta tiếp nhận có cách để khởi động nhưng chỉ dùng được có một lần.
Cái gì? Một nhân vật như đại đế sao có thể mà không có biện pháp phòng bị vả lại? Đâu có thể xem những chuyện đã xảy ra mỗi người không còn tự trách. Đây là lân tiêu kiếm ý. Đây là kiếm ý ẩn chứa trong những cấm khí mà tổ tiên truyền lại. Thợ giới tiền chế tạo ra đằng sau cánh cửa rốt cuộc là một nơi như thế nào? Lân tiêu tiên đế lúc trước khi chết rốt cuộc là đã chiến đấu với một kẻ địch như vậy như nào? Những tiên đế khác sao không đến giúp đỡ? Đây là hiện thực đạo cung bí cảnh bên trong cơ thể tiên đế. Nhưng đạo cung của tiên đế không ngờ lại có thể bị phá hủy đến mức độ này. Năm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Một tiên đế đã ngã xuống và kẻ địch tử trận. Đây chắc là chuyện gây chấn động vạn giới. Nhưng tại sao nhưng trong tông môn của ta lại không có ghi chép gì? Tiên giới chủ tước của ta cũng không có ghi chép nào cả. Trưởng phàm cẩn thận đó. Ai cũng không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một vị tiên đế tử trận, nhưng lại không có bất kỳ ghi chép gì ở tất cả các tiên giới. Đi thôi, chúng ta cùng vào xem sao. Mỗi người đều phải cảnh giác đó. Không phải xung quanh đây kỳ lạ quá. Ta có cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm ý. Ta cũng có cảm giác đó, cho nên chuyện này càng khiến ta tò mò hơn. Người đấu với lân tiêu đại đế rốt cuộc là ai? Ngọc Liên, nơi này kỳ lạ. Không biết kẻ địch của đại đế có để lại ảnh hưởng gì không? Ba người các ngươi phải theo sát đội phía trước, tuyệt đối không được tách ra. Con hiểu rồi sư phụ. Chủ nhân yên tâm, chúng ta sẽ luôn bảo vệ tiểu thư. Mọi người phải luôn chuẩn bị tâm lý chiến đấu, ta sẽ dẫn đầu. Tiểu sư đệ, Lâu sư muội làm phiền hai người cảnh giác hai bên. Ý văn muội ở giữa cùng trần tiền bối thánh nữ phụ trách chi viện. Đây là nơi tiếp khách của đại điện trung ương tiền phương. Đáng lý ra nên là nơi kẻ địch phá hủy nát nơ nhất mới đúng. Tất cả mọi người cẩn thận. Đại điển này hơi kỳ lạ. Kỳ nào? Nhược hả? Mũi nhìn thấy gì sao? Mũi vừa mới liếc thấy cái bên đó có một bóng đen lướt qua. Mọi người cẩn thận. Bên ngồi mây đen dày đặc không có tia sáng nào. Bên ngồi mây đen dày đặc không có tia sáng nào. Lưu sư muội không thể nào mà nhìn nhầm đâu. Ý rằng ở trong lăng mộ của lăng tiêu đại đế có tồn tại một vài thứ kỳ lạ. Một tiên nhân có thần niệm cường địa, cường đại, cho dù không dùng thần niệm nhìn xung quanh nó cũng không thể nào mà xảy ra tình trạng nhìn nhầm. Xem ra kẻ địch trong trận chiến của đại đế lăng tiêu vô cùng nhanh hơn nữa. Mọi người duy trì cảnh giác, đừng có tách khỏi nhau. Trảm. Thực ra từ khi tiến vào đại điện, ta đã luôn có cảm giác có người đang theo dõi mình. Phát hiện ban nãy của Lâu sư muội đúng là khiến ta càng chắc chắn vào cảm giác của mình. Quả nhiên là cái sự tồn tại của một thứ đáng sợ. Đây là quái vật gì? Giống người nhưng chẳng phải người. Quái vật của cẩu u cũng không mang lại cảm giác buồn nôn như nó. Không có hơi thở của cẩu u, chắc là không phải đến từ cẩu u. Trên người nó hình như có lệnh bài. Xem nó thuộc môn phái nào. Lăng tiêu. Đây lý nào là lăng tiêu tiên đế? Tuyệt đối không thở nào là đại đế. Nếu là đại đế sao ta có thở một kiếm chém trúng? Là ta bị sự kỳ lạ của nơi này dọa sợ rồi. Có thể nó trước đây là kẻ truy đuổi đại đế.
Tôi nghe nói biết cảnh trong cơ thể tiên đứa có thể hóa thành một thế giới nhỏ. Lăng mộ mà lăng tiêu tiên đứa đỡ lại chỉ là... chỉ sợ rằng chính là thứ. Nhưng bí cảnh trong cơ thể tiên đứa bị phá hủy ra thế này, thậm chí kẻ đi đuổi sống ở trong bí cảnh cũng bị sức mạnh thần bí cắn nuốt thành quái vật. Ê rằng cái đời của đại đứa khi đó vượt xa trí tưởng tượng của ta. Đằng sau không biết có bao nhiêu con quái vật như này. Mỗi người đều đừng phân tâm, phát hiện chuyện gì kỳ lạ phải ra tay ngay lập tức, không được do dự. Tất cả đệ tử nghe lệnh, đánh đuổi kẻ địch, giúp đỡ đại đứa. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên là tối om thế? Mặc dù không biết có chuyện gì nhưng chúng ta phải mau chóng tăng tốc đi vào trong đại điện đằng trước. Chỉ biết trốn ở trong bóng tối nên ấp cũng dám ra tay với tiểu gia ta. Đừng có dừng bước, ỷ văn mùa dẫn đường phía trước, ta chặn phía sau. Mọi người cẩn thận, người đuổi theo chúng ta lúc trước không phải là trường hợp duy nhất đâu. Thì thở tiên nhân ở bí cảnh này đại khái đều sẽ biến thành quái vật. Mau vào bên trong, bên trong không có đám quái vật này. Sư phụ, cẩn thận phía trước. Chắc là không sao đâu, lần trước ta quan sát rồi, đứng trong phạm vi của trường kỳ đang ở trong đại điện này thì những quái vật bóng đen đó sẽ không thể lại gần. Đây cũng là lý do vừa rồi ta bảo mọi người mau chóng đi vào trong đại điện. Không hổ là ỷ văn tỷ tỷ xinh đẹp lại còn cẩn thận. Trong lúc chúng ta đang căng thẳng vì tình hình xung quanh thì tỷ sớm đã chú ý đến những chi tiết này. Chúng ta còn cách trung tâm nhóm cung điện khoảng 7 tòa đại điện nữa. Ý là đến trung tâm thì sẽ có lượng quái vật sẽ còn nhiều hơn. Nhưng vất vả cho ỷ văn và mọi người rồi. Vì chuyện có thừa của ta mà mọi người cũng lọt vào tình cảnh nguy hiểm như giờ. Trưởng sư huynh, hồi nói vậy thì xa lạ quá đi. Hiện giờ ta đang rất là tò mò về đại chiến năm đó xảy ra đi. Vậy ta không nói những chuyện đó nữa, sau này cần ta giúp gì các ngươi gọi ta là được. Công tử cẩn thận. Xem ra số lượng quái vật ở bên ngoài không ít. Chúng ta nghỉ ngơi trước đã. Sư phụ, mọi người nói xem, vì sao những tiên nhân này lại đặt 7 chiếc chuông thanh đồng ở dưới lòng đất? Đương nhiên là đã bày thất tinh trận rồi. Loại trận pháp này á, thường dùng để bảo vệ hoặc là trấn áp. Sư phụ, có phải thi thể của những cái tiên nhân này có vấn đề không? Trận chuông đồng thất tinh này nhìn có vẻ có tác dụng bảo vệ trụi tà, nhưng họ vẫn chết. Có điều đây không phải là mấu chốt. Ta cũng vừa mới chú ý đến thất tinh trận này đã mất đi tác dụng bảo vệ và xua đuổi tà ma rồi. Đó là vị trí ban đầu của chuông đồng. Chiếc chuông này đã từng bị di chuyển. Tình hình ở trong bí cảnh phức tạp, mỗi người đều phải cẩn thận hơn chút. Đợi tình ở bên ngoài an toàn hơn, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Bên ngoài không có âm thanh gì nữa rồi, trời cũng đã sáng, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Xem ra cái nơi này cũng đã từng xảy ra đại chiến, hơn nữa không biết kẻ đuổi theo đại đứa đến đây bỏ mạng. Nơi này vốn nên có thi thể nhưng lại không có, y rằng bọn chúng đều biến thành những con quái vật trong bóng tối rồi. Nơi này vốn có thi thể nhưng lại không có, y rằng bọn chúng đều biến thành những con quái vật trong bóng tối rồi.
Mọi người chú ý cẩn thận đi nhanh khỏi đây. Hả? Thi thể của các tiên nhân ở trong đại điện biến mất rồi. Trời vẫn còn sáng, tòa đại điện tiếp theo chúng ta không dừng lại nghỉ ngơi, có đi thẳng qua. Đi. Trước khi Lăng Tiêu Đại đế chết, đã đánh bại kẻ địch chiến đấu với ngài ấy rồi sao? Xem ra khu vực trung tâm trong đại chiến năm đó chính là nơi quan trọng ở bí cảnh. Tình hình ở đó ý là còn phức tạp và nguy hiểm hơn. Mọi người cẩn thận hơn chút. Xuất phát. Cẩn thận. Đó ta xử lý. Mọi người dừng, đừng dừng bước. Nhờ hạ sư muội, muội chuyên tâm khôi phục trạng thái, đoạn đường tiếp theo ta sẽ báo bà muội. Hoàn toàn không thấy người là trong biết cảnh đại đế, đến cả thực vật á, trong lâm viên cũng bị sức mạnh kỳ lạ không chứ. Nếu không phải nhờ cái đạo pháp của Nhược Hà tiên tử thì y là chúng ta đã không thể vượt qua dễ dàng như vậy. Đó là đương nhiên. Tiên giới chủ tước chúng ta giỏi nhất là điều khiển lửa, đúng rồi, gọi ta tỷ tỷ là được rồi. Vâng, Nhược Hà tỷ tỷ. Nghỉ ngơi một chút đó, phục hồi trạng thái, sau đó chúng ta đã qua đi, đã đi qua cái đống đồ đó. Ai cũng không thể biết năm đó cuộc đại chiến đã để lại thứ gì ở đây, tuyệt đối không thể lơ là. Được, bọn đỡ, mũi sẽ không buông lỏng cảnh giác. Khắp nơi đều rải rác khí cụ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trước khi hỏng thứ này, nhất định là đang dược cực phẩm. Xem ra nơi này từng là chỗ đại đế luyện đan. Thật là đáng tiếc, chỗ vật liệu này á và những đan dược kia đều là trân phẩm cực kỳ hiếm có. Đại gia gia, cho dù chúng chưa mất đi dược tính thì bí cảnh này cũng đã bị sức mạnh kỳ lạ xâm chiếm rồi. Mà biết được những cái vật liệu và đan dược ấy sau khi sử dụng sẽ trở nên thế nào. Phía trước là điểm cuối rồi. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, nhanh chóng đi qua cái đống đổ nát này. Chúng ta không biết khi nào thì bầu trời thay đổi, phải mau chóng đến địa điểm đó. Mình cho rằng cái đống đổ nát kia đáng sợ vậy thì bên trong chắc chắn cũng vẫn còn lại không ít sức mạnh kỳ lạ hoặc là thứ gì đó. Nên vẫn luôn không dám buông lỏng cảnh giác. Tình hình ở đây phức tạp, ai cũng không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Cẩn thận cho chắc thì hơn.